Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Vào ngày 14 tháng 11 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Garmin đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng khi được đông đá hoàn toàn trong 48 giờ và ném mạnh từ độ cao 2m xuống nền đá cứng nhưng vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đây chính là em nó, Garmin Instinct. Chỉ sau hơn một tháng khi ra mắt tại thị trường quốc tế, Garmin Instinct đã chính thức được đưa về Việt Nam. Đây là mẫu smartwatch đầu tiên đạt tiêu chuẩn quân đội 810G của Mỹ. Theo như hãng công bố, thì đây là một chiếc đồng hồ có độ bền cao và nhắm đến khả năng hoạt động được trong môi trường khắc nghiệt nhất. Có thực sự là như vậy không? Thì hãy cùng mình trải nghiệm em nó trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên là về thiết kế, kiểu dáng của Garmin Instinct được nhiều người nhận định là khá giống với những chiếc Casio G-Shock do có cùng phong cách thể thao hầm hố, các bố trí nút bấm và mặt đồng hồ hình tròn chìm dưới phần vỏ. Garmin Instinct có thiết kế nam tính, mạnh mẽ với mặt đồng hồ đường kính khá to, lên đến 45mm. Đồng thời thì vỏ đồng hồ được làm bằng vật liệu polymer gia cố bằng sợi quang, giúp chống chọi trước các va đập mạnh nhưng mà vẫn đảm bảo được trọng lượng chỉ nhẹ có 52g. Phần dây được làm bằng sợi silicone có thể tháo rời. Trên dây thì có nhiều khe hở để có thể thoát được mồ hôi và tạo độ thông thoáng khi mà đeo lâu hay là vận động mạnh. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng được trang bị màn hình có kích thước là 1,2 inch đơn sắc và không hỗ trợ cảm ứng, với một màn hình dạng lớn hình vuông với 4 góc được vắt chéo bên ngoài để hiển thị các thông tin chính. Trong đó còn có một màn hình nhỏ dạng hình tròn nằm ở góc trên bên phải để hiển thị các thông tin phụ như là biểu tượng, dẫn đường GPS hay là nhịp tim. Màn hình có độ phân giải là 128x128 pixel, sử dụng công nghệ Memory in Pixel, bộ nhớ trong từng điểm ảnh, chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì màn hình này cũng được phủ một lớp chất hóa học, tăng khả năng chống xước. Bên phải có hai nút bấm, nút ở trên xem danh sách các hoạt động thể dục thể thao và bắt đầu, kết thúc một hoạt động bất kỳ, hoặc là lựa chọn các thiết lập trong menu. Khi nhấn giữ thì người dùng có thể truy cập nhanh vào tính năng điều hướng GPS và lưu lại vị trí của mình. Còn nút ở dưới thì giúp thực hiện thao tác quay lại trong menu hoặc là nhấn giữ để xem menu đồng hồ. Bên trái có thêm 3 phím khác, nút trên cùng để bật tắt đèn nền màn hình hoặc là nhấn giữ để xem menu điều khiển. Nút này cũng kiêm luôn nút nguồn để bật đồng hồ. Nút ở giữa để truy cập menu hệ thống hoặc là thực hiện các thao tác đi lên trong menu. Nút dưới cùng để thực hiện thao tác đi xuống trong menu hoặc là nhấn giữ, truy cập tính năng đo độ cao, đo áp suất và la bàn. Và cảm biến nhịp tim, cổng sạc được đặt ở mặt sau và sử dụng chuẩn sạc riêng. Các thông tin về khả năng kháng nước ở độ sâu 100m đạt chuẩn quân sự cũng xuất hiện ở đây. Điểm nổi bật trên Garmin Instinct chính là em ấy được trang bị hệ thống định vị kết hợp GNSS sử dụng 3 công nghệ GPS, GLONASS và cả Galileo để đảm bảo khả năng xác định chính xác vị trí ở bất cứ nơi nào bạn đến, kể cả những vùng hẻo lánh. Ngoài ra, với tính năng hỗ trợ độc quyền mang tên Garmin Trackback, Garmin Instinct còn có thể đánh dấu lộ trình đã thực hiện, giúp người dùng quay lại đi đường cũ nếu cần thiết. Được tích hợp la bàn 30, áp kế theo dõi thay đổi độ cao, em nó thực sự phù hợp với những chuyến đi đến những vùng núi cao và còn đóng vai trò truyền tin với các thiết bị khác của Garmin, điển hình là camera Garmin VIRB. Garmin Instinct hỗ trợ rất nhiều hoạt động thể dục thể thao khác nhau. Tuy không thể tích hợp đầy đủ toàn bộ các môn thể thao trong nhà lẫn ngoài trời, nhưng mà những người anh trước đó của dòng Forerunner hay là Fenix, nhưng mà Garmin Instinct lại sở hữu toàn bộ tính năng mạnh mẽ nhất để tập trung vào các hoạt động ngoài trời, cắt giảm tối đa các tính năng fitness. Đặc biệt là em nó có khả năng cảnh báo bão, Storm Alert. Đây có thể được xem là tính năng vô cùng hữu ích cho những chuyến thám hiểm, khám phá và du lịch của bạn. Ngoài đóng vai trò là một chiếc đồng hồ thông minh dành cho việc theo dõi hoạt động, Garmin Instinct cũng rất quan tâm đến sức khỏe con người khi vẫn được tích hợp cảm biến nhịp tim, tính lượng calorie tiêu thụ, theo dõi giấc ngủ và mức độ stress thông qua ứng dụng di động Garmin Connect. Nó tiết lộ thời điểm mà cơ thể bạn đang gặp căng thẳng, từ đó giúp người dùng quan sát và có chế độ nghỉ ngơi phù hợp hơn. Đồng hồ cũng cung cấp tính năng live track, cho phép bạn chia sẻ kết quả tập luyện của mình với bạn bè, gia đình trong thời gian thực qua email hoặc là phương tiện truyền thông xã hội.
Hơn nữa, thiết bị cũng có khả năng kết hợp với smartphone thông qua Bluetooth cho khả năng hiện thông báo, tin nhắn, email mà không cần phải mở điện thoại. Nhắc đến điện thoại mới nhớ, có một tính năng mà mình vô cùng thích ở em Garmin Instinct này, đó chính là Find My Phone hay Find My Device. Với những ai hay đãng trí không nhớ nổi điện thoại ở đâu thì bạn đã có thể sử dụng em đồng hồ này để buộc chiếc điện thoại của mình phải đổ chuông ngay cả khi nó ở chế độ im lặng. Ngược lại thì điện thoại cũng có thể tìm thấy em đồng hồ này tương tự như vậy nhé. Đối với tuổi thọ pin, Garmin Instinct này có thể sử dụng liên tục lên đến 14 ngày ở chế độ thông minh, tối đa 16 giờ ở chế độ GPS. Đặc biệt ở chế độ tiết kiệm pin Ultra Charge kéo dài thời gian sử dụng lên đến 40 giờ. Như một chiến binh bất khả chiến bại trong những môi trường khắc nghiệt, Instinct chịu nhiệt, chống sốc và kháng nước cực kỳ tốt. Có thể chịu đựng được nhiệt độ từ âm 20 độ C đến 60 độ C và để minh chứng phần nào cho điều đó, hãng đóng băng 3 chiếc Instinct vào một khối đá cỡ lớn với độ dài khoảng 20cm trong khoảng thời gian là 48 tiếng. Cho dù là đang đóng băng hay là đã được giã đông, cả 3 chiếc smartwatch vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây chắc chắn là chiếc đồng hồ chỉ dành cho các nhà thám hiểm hoặc là phượt thủ với sở thích luyện tập các hoạt động khám phá thực tiễn hơn là các bài tập trong nhà. Dựa trên video giới thiệu của hãng, có vẻ như là Garmin nhắm trực tiếp vào đối tượng khách hàng là lính cứu hỏa hoặc là số ít những người cần thiết sử dụng một chiếc đồng hồ chuẩn quân nhân. Thật sự đây là một thị trường khá nhỏ, nếu bạn đã đam mê dòng Garmin Fenix 5 Plus nhưng mà ngại chi phí quá cao thì đây là cơ hội cho bạn sở hữu một chiếc đồng hồ Garmin cao cấp nhưng mà lại rẻ hơn với các tính năng hỗ trợ bộ môn ngoài trời là chủ yếu. Với mức giá chỉ hơn 7 triệu, Garmin Instinct được nhiều người đánh giá là hợp lý với các tính năng chuyên nghiệp mà thiết bị này sở hữu. Hiện thì em nó đã được bày bán tại các showroom của An Tiến, đơn vị hàng đầu về phân phối các mẫu đồng hồ thông minh Garmin chính hãng tại Việt Nam. Nếu ở xa và không có điều kiện mua trực tiếp, bạn có thể nhận hàng và thanh toán tại nhà mà chỉ cần đặt mua online trên website. Mức giá thì cũng hấp dẫn với chính sách hậu mãi vô cùng tốt luôn chờ đón các bạn. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm này thì hãy để lại comment bên dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!